Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoàng Long Family và xin chúc các bạn một ngày tốt lành. Ngày hôm nay thì mình muốn trao đổi với các bạn về một cái chủ đề là rùa nuôi nhốt ở trong nhà mà lại là khác loài thì chúng nó liệu rằng là có giao phối với nhau hay không? Chúng nó có đẻ ra những đứa con lai giữa hai loài với nhau hay không? Thì câu trả lời nhanh gọn và ngắn của mình là có. Các bạn nào mà có tìm hiểu về loài rùa thì cũng có thể thấy là có rất nhiều những cái quần thể rùa mà có chung một cái khu vực sinh sống hoặc là ở những cái vùng giáp ranh giữa các quần thể rùa sinh sống với nhau á, thì thường là sẽ có những cái cá thể rùa là nó bị lai tạp giữa hai loài đó với nhau. Như vậy là trên thực tế thì là có hiện tượng là rùa mà khác loài thì sẽ giao phối và sẽ đẻ ra những đứa con lai. Hoặc đơn giản chỉ là các bạn có thể để ý thấy là có rất nhiều loài sinh vật mà nó lai tạp với nhau. Các bạn có thể search trên Google là thấy rõ nhất. Ví dụ như là con leopold là con lai giữa con báo và con sư tử ở vườn thú Koshien Hanshin ở Nhật Bản. Rồi ở công viên hải cảng Safari Park thuộc thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc thì người ta cho lai giữa ngựa vằn cái với con lừa đực thì tạo ra con Jonky. Rồi thì tại Botswana, một quốc gia ở Nam Phi ấy, thì phát hiện ra một con vật có hình dáng vừa giống cừu và cũng lại vừa giống dê. Ở Miami thuộc Hoa Kỳ thì lại có một con liger là lai giữa con sư tử đực với một con hổ cái. Rồi thì cá heo mà lai với cá voi sát thủ thì được gọi là con wolfin. Hay là một loài mà các bạn rất là nhiều bạn biết đó là con la, là lai giữa lừa với cả con ngựa. Như vậy thì về lý thuyết thì những cái loài động vật mà có những hình dáng cơ thể và những cấu trúc cơ thể mà nó gần tương tự giống nhau thì có thể lai tạp với nhau để tạo ra một loài mới. Vì vậy là loài rùa cũng vậy, nó cũng không nằm ngoài cái quy luật này. Và việc nuôi rùa sinh sản, đặc biệt là nuôi rùa trong môi trường nuôi nhốt mà để cho chúng sinh sản được ấy, thì chúng ta cần phải để ý khá là nhiều những cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố dinh dưỡng thì chúng ta cần phải đảm bảo cho nó là ăn uống đầy đủ và đủ chất nữa. Và tùy thuộc theo từng loài rùa thì chúng nó sẽ phù hợp với một số loại thức ăn khác nhau. Có loài thì ăn nhiều thịt ít rau, có loài thì ăn nhiều rau ít thịt, có loài thì chỉ ăn thịt và có loài thì lại chỉ ăn rau mà thôi. Thì cho nên là chúng ta cần phải tìm hiểu trước về cái loài rùa của nhà bạn đang nuôi là loài gì, nó phù hợp với loại thức ăn nào để chăm sóc chúng nó cho phù hợp. Ngoài ra thì tất nhiên là vẫn cần phải bổ sung canxi, vitamin và những cái khoáng chất khác để có thể đảm bảo được sức khỏe cho cá thể bố mẹ, có thể tạo ra được nhiều trứng và cả phôi lẫn cái quả trứng đã được thụ tinh đó thì sẽ có nhiều cơ hội có thể nở ra được rùa con hơn. Ngoài ra thì khu vực chuồng trại thì cũng cần phải phù hợp với cái tập tính sống của loài đó. Ví dụ như là có loài thì lại thích ngâm mình dưới nước, có loài thì thích chui xuống dưới bùn, dưới cát, có loài thì lại thích ẩn nấp, có loài thì lại thích không gian thoáng đãng, vân vân. Cái vấn đề môi trường sống này thì các bạn cũng sẽ cần phải nuôi chúng nó một thời gian và tìm hiểu kỹ, cũng như là tích lũy kinh nghiệm nhiều thì mới có thể là đảm bảo cho chúng nó một môi trường phù hợp cho việc là nó sinh sản được. Một cái yếu tố cũng quan trọng không kém nữa đó chính là tắm nắng nhé. Cái việc tắm nắng thì mình có làm riêng những cái video về việc là nó có lợi ích như thế nào đối với loài bò sát nói chung và loài rùa nói riêng. Và cái việc tắm nắng này thì cũng là một yếu tố rất quan trọng trong cái quá trình là cho chúng nó sinh sản. Và loài rùa thì là loài mà thường đào tổ để đẻ trứng, thế cho nên là trong quá trình mà nó sinh sản thì các bạn cũng cần chuẩn bị cái khu vực để cho nó đẻ trứng. Rồi, vậy là sơ qua một số những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý để cho rùa cảnh của nhà bạn mà nuôi nhốt để có thể đủ điều kiện để sinh sản. Và sau đây là một số những cái hình ảnh mà hai em rùa nhà mình có những cái biểu hiện và có những hành động để chứng minh cho việc là loài rùa khác nhau thì chúng nó vẫn cứ tán tỉnh nhau và chúng nó sẽ tìm cách là giao phối được với nhau. Nhà mình thì nuôi cổ sọc đực và tai đỏ cái. Cả hai đứa nó thì mua cùng một thời điểm và nuôi từ size là baby, size 3, size 4 gì đó. Và nuôi đến nay là được hơn 3 năm rồi. Những cái hình ảnh đầu tiên mà mình phát hiện ra chúng nó tán tỉnh nhau đó là cách đây gần 1 năm rồi. Từ ngay sau cái mùa đông của năm 2021 năm ngoái thì mình chuyển chúng nó ở chung với nhau, quay trở lại ở chung thì bắt đầu có những cái hiện tượng như thế này đây.
có nhiều loài rùa thì nó có nhiều những cái biểu hiện để gọi là tán tỉnh nhau khác nhau. Có loài thì ví dụ như là bọn rùa cạn đi thì nó sẽ thụt đầu vào, xong là nó húc cái mai của con đực vào cái mai của con cái, giống như kiểu là đi gõ cửa. Có những loài thì lại là lấy đầu cọ vào nhau, có những loài thì lại là ngoạm chân của nhau. Còn hai con này của mình thì nó lại có những cái hành động kỳ cục như thế này đây. Và cách sau đó một thời gian thì em tai đỏ cái nhà mình thì cũng đẻ trứng. Tuy rằng là chưa bắt gặp chúng nó trực tiếp giao phối với nhau lần nào, nhưng mà cái hồi đấy thì mình cũng hy vọng rằng là những cái quả trứng đó thì đã được thụ tinh bởi con tai cổ sọc đực kia. Nhưng mà kết quả là cũng không rõ là chúng nó có giao phối với nhau hay chưa, nhưng mà những cái quả trứng mà tai đỏ cái đẻ ra thì nó đều không có phôi. Mình đã ấp những quả trứng đó, quả dài nhất là hơn 60 ngày, quả ngắn nhất thì cũng đã 40 ngày, nhưng mà nó đều không có phôi ở bên trong. Nhưng mà qua những hành động của hai đứa chúng nó thì mình nhận ra rằng là rùa mà khác loài thì chúng nó vẫn tìm cách tán tỉnh nhau và cũng có thể là giao phối được với nhau. Và video này đến đây là hết. Các bạn có thể xem các video khác của mình qua hình thu nhỏ dưới đây. Đừng quên ấn subscribe để đón xem những video mới vào 8 giờ tối thứ hai hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.